Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Thép. Và rất là vui ngày hôm nay cửa hàng em lên sóng cho các bác một lô loa full bass 40, phải nói là siêu chất luôn, đến từ thương hiệu nòi FD của UK gọi là Anh Quốc. Dòng loa rất là đẹp, rất là cao cấp luôn. Đây, thùng cân đấy, bass 40 nhá, thùng cân, thùng rất là đẹp. Cái thùng này thì là thùng chống nước các bác này. Cái lớp sơn phủ ở đây nó không phải là bằng sơn thường mà nó đồng phủ bằng cao su non. Giống như là những cái dòng loa ray ấy, ray các bác và để ý là có một số các cái dòng loa ray mà các hãng người ta kiểm tra, người ta quảng cáo đấy, người ta phun nước vào ấy, thì là người ta được sơn bằng cái này, tức là thùng đằng trong nó bằng gỗ và bên ngoài là được phủ nên là gọi là cao su non, giống như cái dạng là cao su mà phủ gầm của ô tô ấy. Đấy, nó rất là tốt và cái dòng nó thì phải nói chống nước, siêu chống nước luôn. Và dòng loa này thì phải nói là siêu chất luôn. Và giá của nó thì cũng hơi căng một tí, đó là 18 triệu đồng một cặp như thế này. Đấy, 18 triệu một cặp nhá. Phải nói là loa rất là đẹp. Đây, bãi nhưng mà còn nguyên bản. Loa này thì là sơn của nó là sơn zin luôn, bọn em không phải tút tát gì cả. Do cái lớp sơn này các bác ý này, lớp sơn của nó này. Đây, nó là lớp cao su non. Đấy, cho nên mà dòng này nó chịu va đập rất là tốt, nó không bị chầy. Nói chung là cạo không ra luôn, bình thường những cái dòng sơn thì chúng ta có thể cạo ra, dòng này cạo không ra. Nó gọi là có trong quá trình vận chuyển có va đập nên nó cũng không bị xuất sẹo. Vì là cái sơn này nó đặc trưng của nó là nó có cái độ đàn hồi rất là tốt. Nó dẻo dẻo lắm. Chúng ta nhấn vào là nó núng núng vào thôi. Đấy, nó là dạng cao su, nó là cao su non, gọi là như thế. Đấy, cho nên mà lô này về đấy, bọn em về là không phải tút gì cả. Đây, đang còn nguyên bụi của nó luôn đấy. Đây, đang nguyên bụi của nó thấy không? Bọn em là về là chỉ lau chùi đi thôi. Đấy, rất là đẹp. Thùng cân. Loa này rất là nặng thôi nhá. Một chiếc loa này thì phải nặng rơi vào tầm 30 kg. Rất là nặng, em chưa cân nhưng mà B gọi là rất là nặng tay luôn. Đấy, rất là đẹp như thế này. Đây, siêu chất luôn đấy. Đây, ở bên phía sau nó đây. Đây, qua xuyên phía sau đây, quay cho dễ. Đấy, NFD. Đây, loa này là của UK. Đấy, đây là loa 8 ohm này, công suất của nó là 700W, độ nhạy là 100 dB. Cái tần số của nó là từ 40 đến 20 kHz. Hàng xịn thì nó là có số seri luôn, số seri theo sản phẩm luôn này. Ví dụ như là 248A này, thì chiếc này nó là sẽ số seri khác này. Đấy, số seri khác. Và đây là thương hiệu của đây, có cái thông tin của nó này. Đây là công ty. Đây này, nó này, công ty này UK này, Tubao Show Audio. Đấy, đây là NFB, là công ty, là công ty của anh. Và lưu ý các bác, đây là dòng loa phải nói là nguồn gốc từ châu Âu, phải nói một trong những dòng loa rất là xịn, rất là cao cấp. Đấy, bây giờ em sẽ cho các bác xem cái nội thất của nó luôn nhá. Đây, đây là cái nội thất của nó đây. Trước tiên là chúng ta sẽ đến là những cái đặc điểm nhất của nó. Đây là made in UK, là bát sản xuất tại Anh luôn, và tép cũng là sản xuất tại Anh luôn. Đấy, tép từ 19, bát từ 19. Đấy, tép lên từ khoảng 18. Và họng nhôm đây, họng này là họng nhôm, nó rất là nặng. Và nó là một, nói chung là nó chất từ cái thùng loa đến cái họng loa đến cái bát loa đến cái tép loa và đến cái phần tần của nó, không có điểm trừ luôn. Em khẳng định với các bác là siêu chất luôn này. Có gì này, đấy là cái bát nhé này, từ cái xương của nó này các bác thấy này, từ cái nước sơn của nó này này, cái nước sơn của nó này, các bác thấy nhìn nó đã không? Loại này á các bác phải lấy dao cạo còn chưa chắc lại ra, nước sơn của nó là siêu chất luôn đấy. Nếu như những cái dòng loa bình thường nước sơn á, chúng ta bỏ xăng thơm vào á, loại loa đều á, là cái này nó bị sùi lên luôn. Cái này á các bác bỏ xăng thơm, thậm chí là bỏ cái chất tẩy sơn vào đây chưa chắc là tẩy nó, nước sơn của nó rất là lì và nó chắc, nó xịn. Đây, bát loa thì made in UK, sản xuất tại Anh luôn. Đây, NFD. Đấy, nói chung là cái bát xịn không. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái côn loa luôn này. Đây, côn loa. Để em quay kỹ lại cho bác xem. Đây, bật lát cho bác xem này, côn loa này. Đây, côn 76. Cho nên mà cái dòng loa này tiếng rất là hay. Trên màng loa có số luôn. Đây, nhện loa đây. Đấy, côn này là côn 76 các bác nhá. Cho nên mà dòng loa này nó hay một cái nữa là côn 76. Nếu như dòng loa này côn 100 thì đánh thì lực to mồm. Nhưng mà em nói với các bác là lời nó không đẹp bằng côn 76. Côn bát 40, côn 76 tiếng hay hơn là côn 100. Và dòng loa này thì các bác thấy tiếng bát của nó thì bao phê rồi. Các bác nhìn cái thông số kỹ thuật nó tới bao nhiêu ạ? 40Hz. Đấy, tần số của nó xuống tới 40Hz. Cho nên mà loa này phải nói là siêu bát rồi, không cần phải dùng sức.
Mà nếu như bác nào về mà các bác bảo là loa này mà tiếng bát thiếu á, loa này mà tiếng bát thiếu thì các bác cứ liên hệ em trả hàng cho em nhé. Còn gân của nó là gân dầu ướt, đây này, gân đang còn sò đáy đang dính này, đấy, gân dầu ướt này, đang còn cái lớp keo giữ gân này, đấy, đang còn rất là đẹp, đấy, rất là đẹp luôn. Màng loa thì đẹp rồi, màng rất là xịn, màng này là màng xịn luôn, đây, và nó là rất là đẹp, siêu chất luôn các bạn. Này, quay là bác xem này. Loa này thì nó thật là chỉ dành cho những bác nào gọi là dân chơi, phải nói là thế, phải chịu đầu tư 18 triệu thôi, nhưng mà phải không phải là các bác nào cũng dám đủ đồ chơi đâu, nó thật là như thế. Vì loa này là loa xịn này, có nhìn này, xịn này đấy. Đến cái tép loa đây đấy, tép loa của nó đây. Ôi, cái bát nặng quá, để các bác hạ ra ngoài đi quay cho nó dễ. Cái tép loa đây, cái tép loa này thì đây, tép từ khoảng 18 côn 76, côn 76 đây là tép, đây là tép họng, đây là cái ốp này này, được đúc luôn nhé. Đây, model là NF0075. Và đây nữa. Đây. Này. Họng nó là họng phóng luôn. Họng nhôm nhưng mà họng phóng, các thấy không? Đấy, trong đây là có cái cơ cấu gọi là cơ phóng. Dòng này nó họng này á, nó còn phóng ác hơn cả cái loa hòa tiễn luôn. Cái loa hòa tiễn các bác để ý một số cái quên cái loa ray nhá. Ray các bác là không có cái họng này đâu nhá. Ray là họng thường thôi, nhưng mà loa này là họng phóng này. Nó có cái cơ cấu rất là phức tạp bên trong này, nó đúc cực kỳ là phức tạp luôn này. Chúng ta nhìn vào á thì là sẽ thấy, nhìn là sẽ thấy cái màng loa, nhưng mà ở phần bên hông này này nó hở, nó thông với thùng này, chúng ta sẽ thấy này, này trong này nó có một số các cái cơ cấu để nó lấy cái hơi từ cái thùng loa để nó phóng cái tiếng tép được xa hơn đấy. Mà này xịn này, từ những con ốc của nó này, hàng bãi, nhưng mà nó không hề dị xét coi nhá, nó gọi là nó chỉ xịn theo thời gian thôi, nó xịn cái màu thôi, không hề dị xét. Đây là họng nhôm phóng. Đến cái phần tần của nó thì còn kinh khủng nữa. Này, qua xem cái phần tần của nó này, đậm chất của châu Âu luôn. Đây bác ơi, phần tần của nó nhìn cái dàn tự nó nhìn là mê rồi. Đây này, đậm chất của châu Âu luôn. Các bác dùng loa mà loa hi-fi đấy, các bác sẽ thấy những cái phần tần này ở trên những cái dòng loa của châu Âu, nó mang một cái phong cách là đậm chất châu Âu. Mà đặc biệt phần tần này là phần tần dối nữa thì thôi rồi, number one luôn. Phần tần dối thì không có gì gọi là có thể là quà được nó thôi. Một trong những dòng phần tần đắt đỏ mà hay nhất thế này. Đấy. Phần tần dối mới là cái phần tần gọi là đáng đồng tiền. Nếu như bác nào mà chưa hiểu cái phần tần dối ấy, thì các bác sẽ thấy đây, như bên này đó, gọi là phần tần thường này. Đấy, nó gắn vào cái mảng này này. Một cái dòng loa là phần tần này, phần tần thường. Phần tần này không đắt bằng phần tần dối. Phần tần này đấy. Còn phần tần dối ấy, đây người ta làm bằng tay. Những cái con linh kiện này là người ta làm bằng tay luôn này, mà người ta gắn một cái miếng gỗ như thế này trên cái thùng loa luôn. Đây, làm bằng tay và gắn bằng tay hết. Toàn bộ những cái linh kiện này là người ta làm bằng tay, không làm bằng máy hết, không có máy móc gì đấy hết đấy. Làm bằng tay và người ta gắn vào đây. Đấy, gắn vào đây. Và phân tần này thì hay xuất hiện nhất là trên những cái dòng loa high-end, những dòng loa gọi là nghe nhạc, đắt tiền. Đấy, những cái phân tần này, tại vì là cái chi phí làm cái phân tần này nó rất là đắt, mà linh kiện của nó toàn là linh kiện xịn hết, không có một cái phần tần dối nào mà linh kiện rẻ tiền hết ở đây trên thị trường. Đấy các bác nhé, này xịn từ cái dây tín hiệu luôn, không có điểm trừ đâu các bạn. Loa này thì là loa number one luôn. Và xin nhắc lại cái giá của loa này đó là 10 các bác, 18 triệu một đôi. Cứ hàng cứ bao chuẩn, bao zin, bao xịn cho tất cả các bác. Về các bác nghe không hay mà không đủ phê, không đủ chất cái dòng loa này thì các bác được có quyền để trả hàng cho em nhé. Đấy, 18 triệu nhá. Đấy, giá này lưu ý là không có phí ship ở đây, em không bao cước. Còn hàng thì ship hàng toàn quốc, là cứ được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nhé. Đấy, cảm ơn tất cả các bác.